xác minh thông tin du khách bị đánh ở Nha Trang. Du khách đến từ Đà Lạt tố bị nhân viên một nhà hàng ở Nha Trang chặn đánh vô cớ. Lãnh đạo thành phố Nha Trang đã chỉ đạo công an vào cuộc. Ngày 23 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một du khách bị đánh trên đường Trần Phú. Hôm ngày 22 tháng 5, bà Lê Thị Ánh Tuyết, trú ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đăng lên mạng xã hội tố cáo chồng bà bị nhân viên quán hải sản T. M trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, hành hung vô cớ. Theo nội dung bài viết, trưa ngày 22 tháng 5, gia đình bà Tuyết ăn trưa ở một quán hải sản cách quán T. M khoảng 100 mét, nhưng khi ra về do để xe máy không nổ nên chồng bà dắt xe chạy bộ để khởi động xe. Một người đi xe máy cùng chiều chạy phía sau đẩy giúp. Do xe vẫn không nổ, chồng bà Tuyết lại dắt xe quay đầu chạy lại. Tuy nhiên, khi ngang qua quán T, M, một nhóm nhân viên của quán này, khoảng 8 đến 9 người, xông ra, có người cầm gậy xông ra đánh chồng bà Tuyết. Sự việc chỉ dừng lại khi có một cán bộ công an can thiệp. Cũng theo bà Tuyết, chồng bà bị đánh vào đầu, mặt và lưng, chảy máu mũi, trán, môi và tụ máu trong mắt. Tôi cam đoan những điều mình viết trong bài này là sự thật, bà Tuyết nói. Bài đăng của bà Tuyết nhanh chóng được chia sẻ, nhiều ý kiến đã phản ứng rất gay gắt, cho rằng hành vi của nhân viên quán T, M là không thể chấp nhận được. Dù vì lý do gì cũng không được đánh người vô cớ như vậy là sai phạm pháp luật, tài khoản Nguyễn Dung bình luận. Một số người cho rằng cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, làm rõ sự việc vì điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh du lịch Nha Trang. Theo một nguồn tin, sau khi sự việc xảy ra, một người tên TVP tự xưng là chủ quán T, M đã có đơn xin trình bày sự việc gửi Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Trong đơn, ông V cho biết hôm xảy ra sự việc mình không có mặt tại quán, nhưng khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội đã yêu cầu nhân viên tường trình. Theo ông V, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22 tháng 5, một nhóm người khoảng hơn 10 thanh niên đi xe máy chạy nẹt vô trước quán 3 đến 4 vòng, có lúc chạy ngược chiều, gây ồn ào. Lúc đó, quán T, M có khách lớn tuổi đang ăn nên nhân viên ra nhắc nhở đề nghị đừng làm ồn ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhưng những người này không chấm dứt. Sau đó, một số nhân viên bức xúc có chặn được một xe của một thanh niên. Hai nhân viên quán có dùng tay đánh, một thanh niên dùng ghế nhựa đánh vào lưng của người thanh niên, có camera quán ghi lại. Sự việc chỉ dừng lại khi lãnh đạo công an phường Vĩnh Nguyên đang đi công việc ngang qua vào can thiệp. Cũng theo ông P, đến khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, ông đã gọi điện cho bà Lê Thị Ánh Tuyết để mời gia đình đến cơ quan chức năng để giải quyết nhưng bà Tuyết không đồng ý.